La Roche-Posay là một thương hiệu mỹ phẩm đình đám của Pháp. Hãng này vốn rất nổi tiếng với những sản phẩm skin care nhẹ nhàng, an toàn cho làn da nhạy cảm của phái đẹp, đặt nền móng cho việc giúp điều trị, làm đẹp những làn da dễ bị tổn thương, kích ứng. Ngoài các sản phẩm chăm sóc da, thì không thể không kể đến dòng kem chống nắng Anthelios cho da nhạy cảm của hãng La Roche-Posay. Trong video này, shop sẽ giúp bạn tìm hiểu về các loại kem chống nắng La Roche-Posay phù hợp cho da nhạy cảm nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, thương hiệu La Roche-Posay đã cho ra mắt dòng Anthelios với độ chống nắng SPF 50+ cao, giúp da được bảo vệ tối ưu trước những tác động của ánh sáng mặt trời mà không khiến da bị kích ứng. Với những làn da nhạy cảm, dễ bị tổn thương do ánh nắng, da có hệ miễn dịch kém do gặp phải một số bệnh liên quan, đến da hoặc đang phải điều trị thì nên dùng dòng kem chống nắng Anthelios này nhé. Đầu tiên là loại kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Anti-imperfection SPF 50+, là sản phẩm chuyên biệt dành riêng cho da nhạy cảm dễ bị mụn và mụn hay tái phát. Ngoài ra, sản phẩm này còn giúp chống nước và hạn chế bóng dầu tối ưu. Khi apply sản phẩm lên da, bề mặt da khô thoáng rất nhanh mà không bị khô, không lưu lại vết kem trắng. Phiên bản có thể dùng trong quá trình điều trị mụn, giúp mang lại hiệu quả. Thứ hai là loại kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Saka Fluid SPF 50. Dòng này có chỉ số chống nắng đứng đầu trong tất cả các loại kem chống nắng dành cho da nhạy cảm của nhà La Roche Posay. Với thành phần có chứa màng lọc quang phổ rộng giúp da nhạy cảm được bảo vệ hoàn hảo, trước tia UVA và UVB chống lại sự gây hại của tia hồng ngoại và môi trường ô nhiễm. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có tác dụng chống trôi rất tốt, chất kem vì thế bám lại trên da lâu hơn, bạn không phải lo ngại khi da tiếp xúc với nước, mồ hôi, cát bụi. Đặc biệt là em này dùng phù hợp với da thường, đến da khô nhạy cảm dễ bị tổn thương dưới tác động của ánh nắng nữa nhé. Cuối cùng là kem chống nắng La Roche Posay Anthelios Pocket SPF50+ là kem chống nắng dành cho da thường, da nhạy cảm hay bị khô và dễ bị kích ứng. Sản phẩm có chứa màng lọc quang phổ rộng ngăn ngừa tia UVA và UVB, giúp da được bảo vệ trước sự xâm hại của ánh nắng, môi trường ô nhiễm như là tổn thương do ánh nắng, nám, tàn nhang, nhanh lão hóa. Bên trên là một số loại kem chống nắng La Roche-Posay, dành cho da nhạy cảm được nhiều chị em lựa chọn nhiều nhất, nên chị em cứ yên tâm về độ an toàn và lành tính cho da nhạy cảm nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.